Có phải Đức Phật khi đã thành đạo đã trả hết tất cả nghiệp xấu ác trong kiếp quá khứ không sư? Liệu các bậc A-la-hán khi nhập Niết Bàn vô dư còn sót lại các nghiệp xấu ác nào từ các kiếp trước không? Nếu còn thì chẳng phải những nhân quả xấu không còn đuổi kịp họ rồi ư? Vì khi vào Niết Bàn họ không còn bị nhân quả chi phối nữa. Có nhiều người đó, họ nguyện sai lầm. Tức là họ nguyện là cho họ trả hết nghiệp. Cái nguyện đó là một cái nguyện rất là sai. Và sẵn đây có 46 con người đang online, đang xem ở đây. Xin nhắc quý vị và những vị nghe lại nhắc. Có nguyện cái gì thì đừng bao giờ nguyện trả hết nghiệp. Nhớ nha. Bởi vì đó, ngay cả Đức Thế Tôn Ngài còn chưa trả hết nghiệp nữa mà. Đức Thế Tôn á, Ngài đã vun bồi ba la mật, Ngài đã vun bồi thiện nghiệp nhiều vô số kể, nhưng mà Ngài vẫn chưa trả hết các cái ác nghiệp. Cho nên đừng bao giờ nguyện trả hết ác nghiệp nha, đừng bao giờ. Nghiệp á, nó vốn dĩ nó có hai mặt. Chính xác mà nói là nó có ba loại nghiệp, tức là nghiệp thiện, bất thiện và vô ký. Nhưng mà sư chỉ đề cập đến hai thứ thôi, là thiện và bất thiện. Khi một chúng sanh nhập Niết Bàn, tức là vị đó đã đắc quả A-la-hán, thì vị đó bỏ lại luôn cả thiện nghiệp lẫn bất thiện nghiệp. Chứ còn không cách chi mà để hưởng, tại vì hưởng thì hưởng trả tới bao giờ mới hết. Quý vị chỉ quan tâm đến cái nghiệp bất thiện, tức là cái ác nghiệp thôi. Quý vị không quan tâm đến cái thiện nghiệp. Quý vị có biết rằng đấy, cái nghiệp mà những cái ác nghiệp mà Đức Thế Tôn khi Ngài viên tịch á, mà Ngài bỏ lại, Ngài chưa kịp hưởng á, nó chỉ là con số rất là ít so với những cái thiện nghiệp mà Ngài đã tạo mà Ngài chưa kịp hưởng không? Cái quả của thiện nghiệp mà Ngài đã tạo á, rất là nhiều, nhiều hơn cái quả ác nghiệp rất là nhiều. Nhưng mà Ngài cũng đâu có kịp hưởng, và Ngài đã viên tịch, tức là Ngài bỏ lại hết. Một cái ý nghĩa của việc nhập Niết Bàn đó là gì? Bỏ lại tất cả thiện nghiệp lẫn bất thiện nghiệp. Chứ chúng ta đừng có quan tâm chỉ có mỗi ác nghiệp không thôi. Đó là sai lầm, đó là một cái cực đoan nha. Ngài không chỉ bỏ lại ác nghiệp mà Ngài bỏ luôn cả thiện nghiệp. Đấy, bởi vì còn có thiện nghiệp là còn có tái sanh, còn có ác nghiệp là còn có tái sanh. Do Ngài không còn tái sanh nữa cho nên Ngài bỏ lại hết tất cả các nghiệp thiện lẫn bất thiện. Đấy, thành ra các vị A-la-hán nhập Niết Bàn thì các Ngài cũng tương tự như vậy. Các Ngài bỏ lại tất cả các thiện nghiệp lẫn bất thiện nghiệp nha, bỏ hết. Cái kiếp nào lẽ ra là Ngài phải hưởng những cái quả như là bố thí nè, giữ giới nè, hành thiền nè, cung kính nè, phục vụ nè, nghe pháp, thuyết pháp, Ngài bỏ hết, Ngài bỏ hết, Ngài bỏ hết tất cả các thiện nghiệp, thì đương nhiên là Ngài cũng bỏ luôn các ác nghiệp nha. Cho nên xin lặp lại một lần nữa, không có chuyện một chúng sanh nào, ngay cả một vị chánh đẳng chánh giác, có thể trả hết nghiệp, bao gồm cả thiện nghiệp lẫn ác nghiệp. Do đó chỉ có nước là Niết Bàn thôi. Ví dụ như trường hợp Ngài Angulimala, nếu như mà Ngài không có đắc quả A-la-hán mà Ngài nhậm Niết Bàn á, là Ngài phải đi địa ngục do cái chuyện là Ngài đã giết quá nhiều người ở trong cái kiếp hiện tại. Nhưng mà Ngài nhập Niết Bàn rồi là Ngài xong việc. Hoặc như là Ngài Mục Kiền Liên, cái nghiệp mà Ngài giết cha mẹ đó, nếu như mà Ngài còn luân hồi là Ngài vẫn phải tiếp tục Ngài trả. Nhưng mà do Ngài đã nhập Niết Bàn cho nên Ngài chỉ trả lại một lần cuối đó rồi thôi, là Ngài không phải trả cái ác nghiệp đó thêm lần nào nữa. Đấy,